Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Ở video này thì Khải soi sẽ đồ một cục quái hạt cho anh em xem. Ở trong trận đấu này thì anh ta khá may mắn, vừa được ít 2 điểm kinh điểm tống kim nên là top 1 nằm trong tầm tay rồi anh em. Với 71 mạng mà được top 1 đó, hôm còn hôm nay Khải mới top 7 thôi. Ở trong trận đấu này thì Khải ăn được 2 kim solo kèo trong bang. Rồi, hiện tại đang đi theo cái nón phòng thủ làm chậm 30. Giao chuyền mặc 11. Áo khăn băng cao sinh lực. Ôi, áo này khá đẹp đấy. Khá đẹp anh em. Một cái nỏ 44 dòng 1 cũng được. Không có nỏ này là đánh bay tóc rồi anh em. 44 dòng 1. Vào tay phòng thủ 15 dòng 1. Đai lưng phòng thủ 15 dòng 1. Đa số là đồ phòng thủ nhiều anh em. Tầm này thì phòng thủ chắc dương trên 30. Dương trên 30 ấy. Đó, dương trên 3x anh em. Rồi nhẫn kháng hỏa sinh lực, lực nhẫn này cũng khá đẹp. Dây tóc 28, nội lực cao, sinh lực kháng hỏa 17. Rồi nhẫn 520. Ồ, tính ra sẽ đồ này làm chậm có 50 thôi em. Đánh theo kiểu làm chậm khá là thấp. Khá là thấp làm chậm luôn em. Ngược lại thì bù lại cho mình là phòng thủ lý dương trên 30. Dương trên 30 anh em. Nói chung là nếu mà giao tranh đánh mà với cái lượng làm chậm như thế này thì Khải thấy khá là thấp anh em. Không đủ mất để mà giao tranh, rất khó. Hơn may mắn hôm nay được cái mặt nạ nên Khải thấy được top 1. Với lại mấy hôm trước thì Khải cũng thấy ạc này cũng top 7, top 8, top 9 này nọ các kiểu anh em. Khải cũng soi đồ cho anh em xem. Nói chung là tầm này thì đường môn auto top rồi nè, bảo đảm anh em luôn. Đó, anh em thấy chưa? Trên cái top này đa số đường môn thôi. Phải coi thử trên này top 11 đến 20 thế ai. Rồi, mất rồi, uổng quá, Khải chưa kịp soi nè mày. Chắc 11, 20, chắc chung với Phương rồi này nọ thôi. Đó, thì hôm nay Khải ăn kèo 2 kim, sẵn tiền soi đồ một cổ hạt đường môn anh em xem. Với này thì với cái hạng 42 thì Khải nghĩ này 102 cấp nè. Một cổ hai hạt 102 cấp ấy. Tầm này thì chưa thấy lên trên top, chắc cũng tầm dao động 101 gần 102 nè. Hoặc là 102. Đó. 42, 42. Dương em Dương lão đại đúng rồi, Colon Down đã Khải soi đồ được ổng con chúng này không? Đây nè, M2 này thiên nhẫn nè, M2 thiên nhẫn chồng nhẫn này, M2 thiên nhẫn. Đây anh em xem lại sẽ đồ nha. Với sẽ đồ 50 500. Đó. 1. Đó, hai món 50 làm chậm nha. Rồi 3 món phòng thủ trong 1. Với lượng phòng thủ như thế này thì anh ta đang dương cho mình phòng thủ khoảng trên 30. Trên 30 nha anh em. À cái áo nữa, à đủ 80 làm chậm anh em. À, đây đây, nón nữa anh em, sorry anh em. Ok, đúng luôn Tuấn Trần, đứng Tuấn Nguyễn ơi. Nãy giờ Khải quên soi kỹ vấn đề nón đúng rồi. Nón thêm làm chậm 30 nữa anh em. À đặt móc làm chậm 80. Đó, chứ tưởng mà Khải nghĩ mà đánh với cái lượng làm chậm 50 thì nó rất khó giao tranh. Ai ngờ là có nha anh em. Đây, Khải quên chỗ này nè. Đây, thấy chưa? Đó, được cái nón nữa này. Tính ra thì đặt móc làm chậm 80 và lượng phòng thủ trên 30 nè. Nói chung là tương đối nè. Đường môn tầm này thì bằng đồ được như thế này nè. Nhiều anh em survive quên. Sáng đêm nhiều anh em comment nói là server này đồ toàn rác mà cũng đẹp soi. Khải chả hiểu tại sao những người đó lại comment được cái câu đó nè. Khải không hiểu luôn nè. Server tầm này thì đồ nó như thế này thì chỉ đánh như thế này thôi. Hôm trước Khải có soi đồ ạc thiên trang á, cũng có người bảo này nọ rồi xích đồ toàn rác mà lại cũng soi lên top server này nọ. Khải cũng chả hiểu những người đó suy nghĩ như thế nào lại comment như vậy. Đó, nói chung xích đồ này cũng tương đối rồi nè. Đặt móc 580, phòng thủ trên 30. Nọ thì 44 dòng 1 thì ok rồi nè. Đi theo cái hướng nón dòng 2 thì gia truyền mọc đó, cứ thêm dòng chậm này. Nãy Khải quên nha nè. Đó, cũng giống như Khải quên mất. Đó, xích đồ này cũng khá tương đối rồi nè, khá đẹp rồi đấy. Sinh lực lực khá là đều. Phòng thủ cũng khá là cao nè. Phòng thủ cũng khá là cao. Đó. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ cũng như một cổ quái học một like chia sẻ nha. Nói chung là tầm này anh em có để ý trên kênh không? Đa số Khải soi đồ đường môn thôi. Tại vì tầm này đa số đường môn lên top khá là nhiều nè. Còn hôm nay là Khải thấy là em Dương Lão Đại này, Công Long Đao này, M2 Thiên Nhẫn này, Ken Mát Thiên Nhẫn này, Tiểu Tử 135 cũng đường môn. Rồi tao là Go Võ Đan, Tí Cô Nương là đường là Công Lôn. Đó, những cái cao thủ này ngày mai nếu mà có cơ hội gặp trên cái tống kim, sau khi kết thúc tống kim là thì Khải sẽ soi tiếp tục những cao thủ này cho anh em xem nha. Tại vì cao thủ này Khải thấy cũng khá là nhiều top này, như là em Dương Lão Đại này, Ken Smart này, Tiểu Tử 135 này, tao là Go Võ Đan này, Tí Cô Nương này. Đó, đó là những cái tên Khải thấy trước đây và dạo gần đây cũng khá là nhiều top nè, khá là nhiều top tống kim. Nên là được, nếu mà may mắn hoặc là gặp ở đâu đó thì Khải soi đồ cho anh em xem. Ok anh em nha.